Chào mừng các bạn đến với video mới nhất trên blog Tiếp Thị Liên Kết. Thì video ngày hôm nay, Ngân Sơn sẽ giới thiệu cho các bạn một công cụ giúp cho các bạn đăng tải một bài viết mới trên blog của mình lên Facebook mà không cần sử dụng tới các công cụ bổ sung của WordPress, đó là plugin. Thì trên blog của Ngân Sơn đã từng viết một số bài liên quan tới việc sử dụng một số cái công cụ để mà đăng bài tự động lên Facebook mà không cần dùng tới công cụ hỗ trợ của WordPress plugin. Thì các bạn có thể vào Facebook của Ngân Sơn, vào blog Tiếp Thị Liên Kết và tìm bằng từ khóa Facebook sẽ có bài viết này. Bài viết này Ngân Sơn đề cập tới một app của Facebook. App này có tên là Facebook App Graffiti bản 2.0. App này giúp cho các bạn đăng tải một bài viết mới trên blog của mình tự động. App này sẽ tự động đăng tải bài viết mới nhất trên blog của các bạn lên trang fanpage của các bạn mà các bạn không cần sử dụng các plugin. Thì ngoài RSS Graffiti thì các bạn cần sử dụng một công cụ nữa mà Ngân Sơn sẽ giới thiệu sau đây. Khi các bạn vào trang fanpage blog Tiếp Thị Liên Kết thì các bạn thấy là có một bài viết mà Ngân Sơn vừa mới viết và được công cụ này đăng tải trên fanpage. Khi các bạn click vào thì trên trang fanpage sẽ dẫn link trực tiếp về blog của các bạn và độc giả có thể đọc được bài viết mà các bạn đăng tải trên blog của mình. Thì đây là công cụ có tên là networkblog.com. Thì networkblog.com thì nó sẽ giúp cho các bạn đăng tải bài viết mới nhất, một bài viết mà các bạn đang sẵn được cập nhật trên blog của bạn lên trang fanpage hoặc là trên các cái social network mà các bạn tích hợp vào trong công cụ này. Thì các bạn chọn follow bài viết này xem. Thì để sử dụng tài khoản này, công cụ này thì các bạn đăng ký một tài khoản thông thường tại Network Blog. Sau khi đăng nhập vào, đăng ký thành công thì các bạn activate tài khoản, đăng nhập vào thành công, đăng nhập bằng tài khoản Facebook của mình vào. Thì các bạn sẽ thấy là các bạn do mình đã add vào rồi nên là mình sẽ chỉnh sửa trực tiếp trên trang fanpage của mình luôn. Thì đây khi mà các bạn login vào tài khoản của Network Blog thì các bạn nhìn thấy là ở đây cho phép các bạn edit blog. Edit blog thì cho phép các bạn điền các thông tin về blog như là địa chỉ URL, tên blog, URL của feed, ngôn ngữ và các thông tin khác. Sau đó các bạn chọn save là các bạn đã thay đổi các thông tin liên quan tới blog của mình. Ngoài ra thì công cụ này còn có một tính năng nữa đó là Syndication. Syndication là giúp cho bạn tạo được những cái thông báo, những cái cập nhật, những cái tin nhất mới nhất thông qua chức năng là add fanpage, add Twitter, thì add bài viết trên fanpage Twitter mật đèn sẵn, tức là khi mà các bạn có một bài viết trên fanpage, trên blog thì các bạn add Syndicator. Syndication thì sẽ cái chức năng này nó sẽ động add bài viết của các bạn trên blog của bạn lên trang fanpage hoặc trên Twitter hoặc là trang LinkedIn. Thì tùy theo mục đích sử dụng của các bạn có thể sử dụng là tài khoản Facebook, fanpage Facebook, tài khoản Twitter hoặc là LinkedIn add vào. Thì để sử dụng chức năng syndication thì các bạn chọn blog của mình. Đây là blog mình đã chọn, Tiếp Thị Liên Kết. Các bạn chọn tài khoản Facebook. Mình đã chọn tài khoản trang fanpage blog Tiếp Thị Liên Kết. Sau đó khi các bạn chọn Custom Box. Tại một Custom Box thì các bạn có thể chỉnh những cái thông số cho cái bài viết sẽ xuất hiện trên trang fanpage. Chẳng hạn như là hình ảnh của bài viết. Rồi chỉnh về thông số như là ảnh. Cái toolbar của Network Blog. Sau đó các bạn chọn xe lại. Mình sẽ mở to lên các bạn thấy. Đó là coi như là các bạn đã chọn tiêu chỉnh được chức năng là syndication. Thì công cụ này giống như một app của Facebook mà mình vừa mới đề cập, đó là RSS Graffiti. Thì nó giúp cho các bạn đăng bài viết mới nhất của mình lên blog mà không cần dùng tới các công cụ như là plugin cài trong WordPress. Khi mà các bạn không có rành về
cách sử dụng login thì các bạn có thể sử dụng những công cụ thay thế này để đăng tải bài viết của mình lên blog, hoặc là nhiều lúc thì các bạn cũng không không muốn blog của mình load chậm thì các bạn có thể sử dụng những công cụ thay thế gì đó. Thì hy vọng rằng với video ngày hôm nay thì các bạn có thêm thông tin, có thêm một cái công cụ mới để thực hiện viết blog một cách hiệu quả. Chào các bạn.